Nằm trong các hoạt động vui Tết Trung Thu, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động cho bệnh nhi, lực lượng nhân y bác sĩ, con em nhân viên y tế. Tại Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai, sau 2 năm dịch Covid-19, năm nay cuộc thi thiết kế lồng đèn với chủ đề Trung Thu Xanh, tái chế rác thải vì màu xanh Hoàng Mỹ tiếp tục được tổ chức với 15 đội, gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tham gia. Từ vỏ lon, vỏ hộp sữa, giấy lau tay đến phim chụp bị hư, giấy báo, ly nhựa, các đội đã sáng tạo, tái chế, làm ra những chiếc đèn lồng rực rỡ, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Bên em chọn hoa sen bởi vì hoa sen là một hoa, loài hoa là rất gần gũi với dân tộc Việt Nam. Nó cũng là một biểu tượng của sức sống mãnh liệt của người dân Việt Nam mình và nó rất gần gũi với văn hóa của người dân Việt Nam mình ạ. Dạ, còn về cái ý nghĩa về cái sử dụng cái những chất liệu như là nhựa, rồi những cái vật liệu như là những cái phim bích quang không sử dụng hoặc là nó bị lỗi thì là để góp phần thêm giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp. Còn đây là khu vực vui chơi dành riêng cho con em cán bộ nhân viên y tế. Những chiếc bong bóng đủ màu sắc được tạo hình theo ý vô cùng hấp dẫn với các bé. Góc tô tượng, tô màu, vẽ tranh cũng thu hút nhiều bạn nhỏ, giúp kích thích sáng tạo và tỉ mỉ cho trẻ. Đây cũng là dịp để cả người lớn và trẻ con thắt chặt tình cảm và hiểu nhau hơn. Rất là cảm ơn bệnh viện, cảm ơn ban tổ chức là tạo ra những cái sân chơi như vậy để cho tụi em cùng nhau cọ sát với nhau, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm làm lồng đèn với nhau và cho các bé có thể chơi đùa với nhau trong mùa Trung Thu. Những chiếc đèn lồng lung linh sau khi được hoàn tất sẽ được các đội thi trưng bày tại các khoa để mang không khí Trung Thu đến gần hơn với các bệnh nhi, để các bé mau khỏe mạnh, sum vầy Tết đoàn viên với gia đình.